tuần qua, giải khiêu vũ thể thao Khánh Thi Cup mở rộng lần thứ tư đã được diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia tranh tài của hơn 200 vận động viên đến từ các trung tâm thể dục thể thao quận huyện, câu lạc bộ khiêu vũ của thành phố và các tỉnh thành khác trên cả nước. Trong đó có Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ. Theo đó, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 72 bộ huy chương với đầy đủ bộ môn. Đặc biệt tại giải năm nay, ban tổ chức đưa thêm nội dung solo dành cho đối tượng thiếu nhi và người lớn. Ngoài ra, giải Dance Sport năm nay quy tụ gần 30 trọng tài đến từ các thành phố, trong đó có Hà Nội và trọng tài quốc gia lẫn quốc tế. Trong đó có kiện tướng Dance Sport quốc gia Chí Anh. Đối với người trọng tài nói riêng và người làm công tác về khiêu vũ nói chung, tôi rất là vui. Và thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự là phát triển so với rất nhiều năm trước đây. Phong trào và khiêu vũ thể thao đã phát triển lên rất là nhiều. Giải khiêu vũ thể thao Khánh Thi Cup không đơn thuần là nơi để các cặp nhảy so tài, mà đó còn là sân chơi lành mạnh cho những ai yêu thích bộ môn dance sport, đồng thời bổ sung những vận động viên tài năng cho thành phố và quốc gia. Đây là lần đầu tiên mà Khánh Thi được tổ chức tại một nhà thi đấu lớn Phan Đình Phùng như này, bởi vì đây là một nhà thi đấu mà có tính chất quốc tế, có thể tổ chức được rất nhiều giải đấu cũng như là số lượng khán giả có thể đến được đông hơn. Chính vì thế mà năm nay Khánh Thi cũng đã cố gắng để làm cho một cái điều lệ giải nó được quy mô hơn. Thứ nhất là về tất cả các lứa tuổi của thí sinh tham gia. Trong tất cả các nội dung thì có từ nội dung thiếu nhi là có 7 tuổi, 6 tuổi và cho đến cao niên là 70 tuổi. Chính vì thế mà đây Thi nghĩ là sẽ là một sân chơi lành mạnh và dành cho được tất cả mọi người, những người yêu khiêu vũ. Khánh Thi cho biết, những năm gần đây, phong trào khiêu vũ thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thay đổi và thành phố Hồ Chí Minh đang là địa phương dẫn đầu về số lượng vận động viên của đội tuyển quốc gia ở mảng Latin. Hiện nay, số lượng vận động viên quốc gia cuộc thi Dance Sport tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đã tăng đáng kể. Tôi hy vọng trong tương lai những giải đấu như thế này sẽ có thêm nhiều vận động viên quốc tế tham gia tranh tài.